Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 tác động đến sức khỏe cũng như tâm lý và tinh thần của rất nhiều người dân. Việc sợ không dám đến bệnh viện trong giai đoạn này cũng là một điều âu cũng dễ hiểu. Thế nhưng câu chuyện về một thai phụ ở tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ vì sợ đến bệnh viện do nhiễm COVID-19 đã quyết định không đi khám thai và sau đó thì gặp thai kỳ biến chứng, vỡ thai ngoài tử cung và nguy kịch cũng đã khiến cho rất là nhiều người nhìn vào bài học này và xem đó là một hồi chuông cảnh tỉnh. Thông tin từ Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn ngày 2 tháng 11 cho biết vừa qua bệnh viện đã cấp cứu một trường hợp bị vỡ thai ngoài tử cung, đe dọa tính mạng. Bệnh nhân hiện 31 tuổi và ngủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết dù có dấu hiệu bất thường và thường xuyên đau bụng âm ỉ ở tuần thai thứ 8, nhưng thai phụ này quyết định chờ hết dịch hoàn toàn và không đến bệnh viện khám thai ngay vì sợ Covid-19. Mãi đến khi đột ngột ngất xỉu thì thai phụ mới được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, da tái xanh, mạch và huyết áp không đo được tại đây các bác sĩ nhanh chóng siêu âm ổ bụng và tại dương phát hiện hình ảnh nhiều dịch và máu trong ổ bụng đánh giá tình trạng người bệnh nguy kịch và đe dọa tính mạng các bác sĩ đã thực hiện ca mổ khẩn cấp và cứu sống thai phụ được biết đây không phải là trường hợp duy nhất trong đợt dịch này các bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần theo dõi sát sao các dấu hiệu mang thai đến ngay cơ sở y tế khi có những triệu chứng bất thường